Quý vị bà con đang theo dõi video clip của Hà Bình Ngon. Đây là Hà Bình Ngon đang xuất cây giống cho khách hàng ở dưới Hải Dương. Cây giống bưởi 1 năm tuổi, loại cây to. Đây là bưởi diễn, bưởi đường chín sớm và bưởi tam hồng. Thì cây bà con đang xem đây là đang xếp cây bưởi diễn, bưởi đường chín sớm và bưởi tam hồng thì đã xếp xong ở đằng sau xe rồi. Đây là con sen 16 chỗ, xe khách gập ghế.